Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền Thanh và Truyền hình Thạch Thành. Trong chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Ủy ban nhân dân huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8. Thị trấn Vân Du đón nhận huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước cho trường tiểu học và cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho trường trung học cơ sở và trường mầm non. Thạch Thành tổ chức các hoạt động chào mừng quốc khánh mùng 2 tháng 9. Lực lượng công an tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9. Bây giờ là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, sáng ngày 31 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thành đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2022 đồng chí Phạm Đình Minh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, khai mạc và chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, trưởng các phòng ban ngành đoàn thể cấp huyện, thủ trưởng các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn. Hội nghị đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tháng 8 và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm tháng 9 năm 2022, nêu rõ. Tháng 8, công tác chỉ đạo điều hành, tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Lĩnh vực nông nghiệp, tập trung chỉ đạo chăm sóc các loại cây trồng vụ mùa năm 2022, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng trừ sâu bệnh gây hại cho cây trồng, chỉ đạo nhân dân chăm sóc, đầu tư phân bón cho mía nguyên liệu Tổng diện tích mía nguyên liệu vụ ép năm 2022-2023 là trên 2.754 ha. Chỉ đạo các xã thị trấn mở rộng, phát triển diện tích cây gai xanh nguyên liệu trên địa bàn. Đến nay, đã trồng mới được 24,9 ha, đạt 36,6% kế hoạch. Chăn nuôi tiếp tục phát triển ổn định, không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm. Công tác quản lý bảo vệ rừng được tăng cường, an ninh rừng được giữ vững tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tích tụ tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Đến nay, đã thực hiện tích tụ 266,7 ha, đạt 55,6% kế hoạch. Thủ ngân sách nhà nước ước đạt 173.965,5 triệu đồng, vượt 71,4% dự toán tỉnh giao và đạt 83% so với dự toán huyện giao. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm thực hiện. Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện đã tập trung chỉ đạo các xã Thạch Long, Thạch Cẩm, Thành Thọ đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nội dung tiêu chí nông thôn mới để tổ chức thẩm tra, trình các ngành cấp tỉnh xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp, hoàn thiện hồ sơ trình hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp cấp tỉnh, đánh giá phân hạng đối với sản phẩm mật mía đồng hương Thạch Sơn trên lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, tập trung tuyên truyền tốt các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn của quê hương đất nước, tuyên truyền các hoạt động chào mừng kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, tuyên truyền 81 năm ngày thành lập chiến khu du kích Ngọc Trạo. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện, hướng dẫn các xã thị trấn xây dựng các tiêu chí về văn hóa thông tin trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đã tổ chức tổng kết năm học 2021-2022, hoàn thành công tác tuyển sinh đầu cấp, thực hiện sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường học và chuẩn bị các điều kiện chuẩn bị khai giảng năm học 2022-2023. Về y tế, hệ thống y tế từ huyện đến xã thị trấn đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 theo kịch bản đã đề ra. Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện đang được kiểm soát tốt. Công tác quốc phòng an ninh được đảm bảo, an ninh chính trị tiếp tục được tăng cường, tạo động lực thúc đẩy các hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn huyện phát triển và ổn định. Cũng tại phiên họp đã thông qua các nội dung của đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Kim Tân và thị trấn Vân Du đến năm 2035. Kế hoạch thực hiện nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 14 ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Ban Bí thư khóa 12 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với người có công với cách mạng. Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung phát biểu ý kiến, làm rõ hơn những kết quả đạt được trong tháng 8 và xem xét các nội dung của đồ án điều chỉnh kế hoạch chung xây dựng thị trấn Kim Tân và thị trấn Vân Du đến năm 2035. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phạm Đình Minh, Phó Bí Thư, Chủ tịch Ủy ban dân huyện, lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm để các ngành của huyện khẩn trương nghiêm túc thực hiện các giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo đó là tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các biện pháp để tổ chức tiêm phòng vaccine phòng COVID-19, chỉ đạo các xã triển khai kế hoạch tích tụ tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, áp dụng khoa học công nghệ, đẩy nhanh tiến độ trồng cây gai xanh theo đúng kế hoạch diện tích đã đăng ký với tỉnh. Các ngành chức năng tập trung tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, khu tái định cư, tiếp tục kêu gọi các tổ chức cá nhân đầu tư vốn và phát triển sản xuất kinh doanh đối với các lĩnh vực có thế mạnh của huyện. Tăng cường đôn đốc kiểm tra giám sát các xã thực hiện các tiêu chí đăng ký đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới. Ngành giáo dục và đào tạo và các xã thị trấn chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới thực hiện hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, chủ động làm tốt công tác ứng phó thiên tai, tăng cường công tác nắm tình hình, dự tính, dự báo, củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, đặc biệt là bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Quý vị và các bạn thân mến, hòa chung không khí vui tươi phấn khởi chào đón năm học mới 2022-2023. Vào sáng ngày 30 tháng 8, thị trấn Vân Du đã long trọng tổ chức lễ đón nhận huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước cho trường tiểu học và cờ thi đua của Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa cho trường trung học cơ sở và trường mầm non. Trường tiểu học Vân Du có lịch sử phát triển từ trường cấp 1 nông trường Vân Du, được thành lập vào ngày 5 tháng 9 năm 1969. Trải qua hơn 50 năm, chất lượng giáo dục của nhà trường luôn phát triển, được đánh giá thuộc tốc đầu của giáo dục bậc tiểu học của huyện Thạch Thành với nhiều thành tích đáng tự hào. Giai đoạn 2020-2025, tỷ lệ học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện đạt cao, trên 50%, có 362 lượt học sinh đạt giải trong các kỳ thi cấp tỉnh, cấp huyện. Phong trào thi đua dạy tốt học tốt, cuộc vận động mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo của giáo viên được đẩy mạnh và trở thành ý thức tự giác của cán bộ giáo viên nhà trường. Ngoài cơ sở vật chất đạt chuẩn, môi trường sư phạm, chất lượng dạy và học của trường tiểu học Văn Du từng bước được nâng lên. Hàng năm, huy động trẻ 6 tuổi ra lớp đạt 100%, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%, có 100% giáo viên của trường đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn. Trong 5 năm qua, nhà trường vinh dự được khen thưởng từ cấp tỉnh đến cấp nhà nước, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen năm học 2015-2016, được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen năm học 2016-2017, liên tục nhiều năm liền được Ủy ban Dân tỉnh tặng cờ thi đua và bằng khen. Nhà trường được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 năm 2010 và được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 năm 2018. Năm 2021, nhà trường được Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa tặng danh hiệu cơ quan đơn vị kiểu mẫu cấp tỉnh. Đặc biệt trong năm học 2020-2021, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng với bề dày thành tích, trường tiểu học thị trấn Vân Du vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng huân chương lao động hạng 3 vì sự nghiệp giáo dục. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đại diện lãnh đạo Huyền Thạch Thành đã trao huân chương lao động hạng 3 cho nhà trường. Cũng tại buổi lễ, thưa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa, đại diện lãnh đạo Huyền Thạch Thành đã trao cờ thi đua của Ủy ban dân tỉnh cho trường trung học cơ sở và trường mầm non. Quý vị và các bạn thân mến, chào mừng kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng 8 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2022 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2022. Hướng tới kỷ niệm 81 năm ngày thành lập chiến khu Du Kích Ngọc Trạo, 19 tháng 9 năm 1941, 19 tháng 9 năm 2022, huyện Thạch Thành đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Tạo khi thế, thi đua sôi nổi trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Thi đua thực hiện, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Những ngày này, cấp ủy chính quyền và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã Ngọc Trạo đang tích cực chuẩn bị cho Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch của xã. Đây là năm đầu tiên xã Ngọc Trạo tổ chức Ngày hội với nhiều hoạt động nhằm hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích, chào mừng cách mạng tháng 8 quốc khánh mùng 2 tháng 9, và hướng tới kỷ niệm 81 năm ngày thành lập chiến khu du kích Ngọc Trạo. Ngày hội lần thứ nhất được tổ chức từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 với các hoạt động dân hương tại tượng đài chiến khu du kích Ngọc Trạo, thì cắm trại, văn nghệ quần chúng, kéo co, bắn nỏ, đánh bóng chuyển nam, đánh mảng, đẩy gậy. Thông qua các hoạt động, khơi dậy bản sắc văn hóa truyền thống địa phương, đẩy mạnh phong trào, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bắc Hồ Vĩ Đại đồng thời quảng bá điểm du lịch lịch sử chiến khu du kích Ngọc Trạo nhằm phát triển du lịch địa phương. Tại xã Thạch Long, các ủy chính quyền các cấp cũng đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cho lễ hội đua thuyền xã lần thứ nhất năm 2022. Lễ hội được tổ chức vào ngày mùng 2 mùng 3 tháng 9, địa điểm bến sông Bưởi, đoạn từ trạm bơm Long Đồng đến cầu Cổ Tế hoặc hồ cây xếu thôn 5. Với nội dung đua thuyền nan 6 tay chèo, nam 500 m, Cùng với đó, xã Thạch Long tổ chức thi đấu một số môn thể thao khác như bóng chuyển nam, bóng chuyển hơi nữ, kéo co, liên hoan văn hóa văn nghệ, thi làm bánh lá răng bừa. Các hoạt động nhằm giữ gìn phát huy các nét văn hóa truyền thống, giới thiệu hình ảnh mảnh đất con người Thạch Long, cổ vũ động viên cán bộ nhân dân toàn xã, phấn đấu xây dựng thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thực hiện kế hoạch số 11 ngày 19 tháng 1 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thành về việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thành đã ban hành công văn số 2648 ngày 25 tháng 8 năm 2022 về việc tăng cường công tác tuyên truyền và các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 9 năm 2022. Theo đó, nội dung tuyên truyền kỷ niệm 77 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9 Tuyên truyền từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9, kỷ niệm 81 năm ngày thành lập chiến khu du kích Ngọc Trạo, tuyên truyền từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9, nhằm giáo dục tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc trong mọi tầng lớp nhân dân. Từ đó, nêu cao tinh thần cách mạng, đoàn kết, phấn đấu xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13, nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng như tổ chức tuyên truyền của đồng trực quan, treo băng rôn khẩu hiệu, quốc kỳ, đảng kỳ, hồng kỳ, pano áp phích cụ cổ đồng tại vị trí trung tâm xã thị trấn nơi công cộng đông người qua lại. Phát động 100% nhân dân treo quốc kỳ, đảng kỳ dọc các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, các tuyến đường trung tâm xã thị trấn trong các ngày diễn ra các hoạt động kỷ niệm. Tuyên truyền thông qua hệ thống đài truyền thanh, trang thông tin điện tử, internet và mạng xã hội tổ chức các hoạt động báo cáo viên tuyên truyền miệng để tuyên truyền sâu rộng trong đảng trong nhân dân đưa nội dung tuyên truyền vào nội dung sinh hoạt trong các tri bộ sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể nhân dân tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao từ cơ sở đến cấp huyện thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia làm cho ngày kỷ niệm thực sự trở thành ngày hội truyền thống của nhân dân Thưa quý vị, để đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, từ ngày mùng 1 tháng 9 đến hết ngày mùng 4 tháng 9, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị công an trong tỉnh chủ động triển khai các phương án kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng chống cháy nổ trên địa bàn, nhất là các tuyến địa bàn trọng điểm nơi tập trung đông người và diễn ra các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí, tham quan, nghỉ dưỡng. Trong đó, các đơn vị cần chủ động giả soát, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và tham mưu cho cấp ủy chính quyền, các huyện, thị xã, thành phố, huy động đủ lực lượng phương tiện, làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, phân luồng, cảnh báo, phòng ngừa tai nạn và ủn tắc giao thông. Kịp thời giải quyết các điểm phức tạp về trật tự công cộng, các điểm lấn chiếm lòng lề đường, hành lang an toàn giao thông trên các tuyến địa bàn chủ động xây dựng phương án, tăng cường lực lượng triển khai đồng bộ các phương án kế hoạch, đảm bảo an ninh trật tự, tăng cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Từ ngày 31 tháng 8 đến hết ngày 4 tháng 9 năm 2022, các đơn vị huy động tối đa lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự và công an xã, phường, thị trấn ra quân thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát, hướng dẫn điều khiển giao thông trên các tuyến địa bàn trọng điểm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn và ùn tắc giao thông như vi phạm quy định về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở nhiều người, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, chở hàng quá khổ, quá tải. Đồng thời, tuyên truyền kiểm tra nhắc nhở các chủ đò, bến khách ngang sông chấp hành nghiêm quy định về đảm bảo an toàn khi vận chuyển hành khách trên sông, xử lý nghiêm các phương tiện đường thủy chở quá tải, quá số người quy định, không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, nhằm kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông, không để xảy ra ủn tắc giao thông và đua xe trái phép. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền Thanh và Truyền hình Thạch Thành trên sóng FM băng tần 95,8MHz và trên website thạchthanhtv.vn. Thưa quý vị, thưa các bạn, phần cuối chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin an toàn giao thông tháng 8 năm 2022. Theo đó, để đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông trên địa bàn huyện, Công an huyện Thạch Thành tiếp tục thực hiện các kế hoạch của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh, trọng tâm là kế hoạch số 299 ngày 13 tháng 6 năm 2021 của Bộ Công an, kế hoạch số 259 Ngày 17 tháng 6 năm 2022 của Giám đốc Công an tỉnh về cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, kế hoạch số 96 ngày 18 tháng 6 năm 2022 về thực hiện cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện tính từ ngày 15 tháng 7 năm 2022 đến ngày 14 tháng 8 năm 2022. Trong tháng 8 năm 2022 trên địa bàn huyện Thạch Thành xảy ra một vụ tai nạn giao thông, bị thương một người, làm chết một người. Công tác thanh tra kiểm soát xử lý vi phạm, Công an huyện Thạch Thành đã tổ chức tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý 44 trường hợp tương ứng 105 hành vi vi phạm và mức xử phạt tương ứng là 285 triệu 480 nghìn đồng. Tạm giữ 22 phương tiện, 17 xe mô tô, 5 xe ô tô, 31 loại giấy tờ, tước 10 giấy phép lái xe. Một số quy định cụ thể Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, vi phạm dừng xe, đỗ xe ở lòng đường đô thị, gây cản trở giao thông, tụ tập từ 3 xe trở lên ở lòng đường, đỗ để xe ở lòng đường, hè phố trái quy định, chở theo hai người trên xe, sẽ bị xử phạt từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng. Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, vi phạm chở theo 3 người trên xe, bấm còi, rú ga, nẹt bô liên tục trong đô thị, khu đông dân cư, sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng. Người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm khi dừng đỗ xe không có tín hiệu báo cho người điều khiển phương tiện khác biết. Khi đỗ xe, chiếm một phần đường xe chạy, không đặt ngay báo hiệu nguy hiểm theo quy định, sẽ bị phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng. Dừng xe, đỗ xe trên phần đường xe chạy ở đoạn đường ngoài đô thị, nơi có lề đường rộng. Dừng xe, Đỗ xe không sát mép đường phía bên phải theo chiều đi ở nơi đường có lề đường hẹp hoặc không có lề đường. Dừng xe đỗ xe ngược chiều với chiều lưu thông. Dừng xe không sát theo lề đường, hè phố, phía bên phải theo chiều đi sẽ bị phạt từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng. Điều khiển xe chạy quá tốc độ từ 5 km đến dưới 10 km h Dừng xe đỗ xe tại vị trí, nơi đường bộ giao nhau hoặc trong phạm vi 5 m tính từ mép đường giao nhau điểm dừng đón trả khách của xe buýt. Trong phạm vi 5m, hai bên cổng trụ sở, cơ quan tổ chức có bố trí đường cho xe ô tô ra vào, sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Người điều khiển ô tô trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 11 lít khí thở sẽ bị phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng tước giấy phép lái xe từ 10 đến 12 tháng, có nồng độ cồn vượt quá 50 mg đến 80 mg trên 100 ml máu hoặc vượt quá 0,25 mg đến 0,4 mg trên 11 khí thở sẽ bị phạt tiền từ 16 triệu đồng đến 18 triệu đồng. Tước giấy phép lái xe từ 16 đến 18 tháng, có nồng độ cồn vượt quá 80 mg trên 100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg trên 11 khí thở sẽ bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô tham gia giao thông bị phạt cảnh cáo, tạm giữ phương tiện 7 ngày. Người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50 cm khối trở lên sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng, tạm giữ phương tiện 7 ngày. Giao hoặc để xe mô tô cho người không đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 điều 58 luật giao thông đường bộ sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2 triệu đồng đối với cá nhân là chủ xe, phạt tiền từ 1 triệu 600.000 đồng đến 4 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe. Không đội mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe máy hoặc đội mũ nhưng không cài quai đúng quy cách. Chở người trên xe không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy hoặc đội mũ nhưng không cài quay đúng quy cách sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng. Người điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh dưới 175cm khối và các loại xe tương tự xe mô tô không có giấy phép lái xe hoặc sử dụng giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp. Giấy phép lái xe bị tẩy xóa sẽ bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng. Ngoài ra, còn bị tịch thu giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp tạm giữ phương tiện 7 ngày. Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25mg trên một khí thở sẽ bị phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Tước giấy phép lái xe từ 10 đến 12 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày. Trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,25mg trên 1 đến 0,4mg trên 1 khí thở sẽ bị phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 16 đến 18 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày. Người điều khiển xe không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của người thi hành công vụ. Trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg trên một khí thở hoặc trong cơ thể có chất ma túy sẽ bị phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày. Người điều khiển xe ô tô chở hàng vượt quá trọng tải cho phép tham gia giao thông từ 30% đến 50% sẽ bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng. Chở hàng vượt quá trọng tải từ 50% đến 100% sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng. Chở hàng vượt quá trọng tải từ 100% đến 150% sẽ bị phạt tiền từ 7 triệu đồng đến 8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng chở hàng vượt quá trọng tải trên 150% sẽ bị phạt tiền từ 8 triệu đồng đến 12 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 4 tháng. Điều khiển xe có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng đã hết hạn sử dụng dưới 1 tháng sẽ bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 4 triệu đồng. Điều khiển xe không có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định hoặc có nhưng đã hết hạn sử dụng từ 1 tháng trở lên sẽ bị phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng tước giấy phép lái xe 2 tháng. Điều khiển xe ô tô tải có kích thước thùng xe không đúng với thông số kỹ thuật được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn, kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe sẽ bị phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng. Đưa xe ô tô tải có kích thước thùng xe không đúng với thông số kỹ thuật được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe tham gia giao thông sẽ bị phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với chủ xe ô tô là cá nhân, phạt tiền từ 12 triệu đồng đến 16 triệu đồng đối với chủ xe là tổ chức, tức quyền sử dụng giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định 2 tháng, buộc phải khôi phục lại hình dáng kích thước, tình trạng an toàn kỹ thuật ban đầu của xe và đăng kiểm lại trước khi đưa phương tiện ra tham gia giao thông. Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật giao thông là đem lại an toàn, hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Thạch Thành, Bắc Thanh Hóa trân trọng thông báo chương trình tiết kiệm dự thưởng nhằm gia tăng lợi ích cho khách hàng gửi tiền, tăng cường sự gắn kết của khách hàng cùng với Aribank. Aribank huyện Thạch Thành triển khai chương trình tiết kiệm dự thưởng cùng Aribank tăng nhanh tài lộc. Chương trình dành tặng quý khách hàng 24.067 giải thưởng với tổng giá trị lên tới 12,1 tỷ đồng. Cụ thể như sau. Thời gian huy động từ ngày 1 tháng 9 năm 2022 đến hết ngày 15 tháng 11 năm 2022 hoặc sớm hơn trong trường hợp Adbank hết mã sự thưởng trước ngày 15 tháng 11 năm 2022. Ngày mở thưởng dự kiến là ngày 23 tháng 11 năm 2022 sau khi kết thúc chương trình huy động. Loại tiền huy động là Việt Nam đồng, kỳ hạn gửi bao gồm 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng và 24 tháng lãi suất theo quy định hiện hành của tổng giám đốc Adibank được giám đốc Adibank Bắc Thanh Hóa triển khai. Điều kiện tham gia gửi tiền tiết kiệm dự thưởng như sau: tất cả khách hàng là cá nhân có nhu cầu và tự nguyện tham gia gửi tiền tiết kiệm dự thưởng. Khách hàng tham gia gửi tiền tiết kiệm dự thưởng không được rút tiền trước hạn. Trường hợp có nhu cầu cấp thiết về tài chính, Adibank sẽ xem xét thực hiện phù hợp với quy định của ngân hàng nhà nước. Khách hàng có thể vay cầm cố sổ tiết kiệm. Khi khách hàng gửi tiền kèm theo sổ tiết kiệm dự thưởng, khách hàng được nhận phiếu dự thưởng do Adibank phát hành, bao gồm các mã dự thưởng tương ứng với số tiền gửi của khách hàng. Mức gửi tiền tiết kiệm để nhận mã dự thưởng như sau. Đối với kỳ hạn 6 tháng, với mỗi 15 triệu đồng, khách hàng được nhận một mã dự thưởng. Đối với kỳ hạn 9 tháng, với mỗi 12 triệu đồng, khách hàng được nhận một mã dự thưởng. Đối với kỳ hạn 12 tháng, với mỗi 8 triệu đồng, khách hàng được nhận một mã dự thưởng. Đối với kỳ hạn 24 tháng, với mỗi 5 triệu đồng, khách hàng được nhận một mã dự thưởng. Về cơ cấu giải thưởng, một giải đặc biệt là một sổ tiết kiệm có kỳ hạn trả lại sau, toàn bộ bằng Việt Nam đồng, trị giá 1 tỷ đồng. 6 giải nhất, mỗi giải là một sổ tiết kiệm có kỳ hạn trả lại sau, toàn bộ bằng Việt Nam đồng, trị giá 50 triệu đồng. 60 giải nhì, mỗi giải là một sổ tiết kiệm có kỳ hạn trả lại sau, toàn bộ bằng Việt Nam đồng, trị giá 30 triệu đồng. 9.000 giải ba, mỗi giải trị giá 500.000 đồng nhận tiền mặt. Và 15.000 giải may mắn, mỗi giải trị giá 300.000 đồng. Khách hàng được xác định trúng giải may mắn nếu trong mã dự thưởng của khách hàng có hai số cuối cùng là 34, trùng với ngày kỷ niệm 34 năm thành lập Aribank. Mã dự thưởng được xác định ngẫu nhiên và tự động từ hệ thống phần mềm. Aribank Thành Thành Bắc Thanh Hóa xin trân trọng thông báo tới tất cả quý khách hàng được biết và tham gia. Kính chúc quý khách hàng may mắn khi tham gia gửi tiền tiết kiệm dự thưởng cùng Aribank tăng nhanh tài lộc. Mọi chi tiết xin liên hệ đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thạch Thành, địa chỉ khu 5 thị trấn Kim Tân, số điện thoại 02373 877 140 hoặc phòng giao dịch Vân Du, địa chỉ thị trấn Vân Du, số điện thoại 02373 137 hoặc số di động 0917 410 656. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thạch Thành rất trân trọng được phục vụ quý khách. Thông báo tuyển dụng, Việt Tinh Bắc Thanh Hóa đang cần tuyển 3 vị trí cán bộ quan hệ khách hàng cá nhân có thể bố trí làm việc tại thị xã Bỉm Sơn, huyện Hà Trung, huyện Nga Sơn, Hậu Lộc, Thạch Thành và thành phố Thanh Hóa, cùng một số vị trí cán bộ điện toán làm việc tại thị xã Bỉm Sơn. Hạn hồ sơ đến hết ngày mùng 5 tháng 9 năm 2022. Thông tin về đợt tuyển dụng vui lòng liên hệ theo số điện thoại ông Tống Mạnh Tùng 0902 141 045 hoặc qua email tuyển dụng a.vietinbank.vn quý vị và các bạn thân mến quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình phát thanh của đài truyền thanh và truyền hình thạch thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi